Những cái nhất của các vị vua triều Nguyễn, phần 2. Thứ 10. Cai trị lãnh thổ rộng nhất. Vua Minh Mạng, cai trị lãnh thổ rộng nhất. Triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ cai trị một phần đất phía đông của nước Lào, loại bỏ việc bảo hộ Campuchia, đổi thành trấn Tây Thành, nhập vào lãnh thổ Đại Nam. 11. Vua duy nhất có nhiều vợ mà không có dù chỉ một con. Nguyễn Phúc Hồng nhậm, hiệu là Tự Đức, vua có hơn 300 người vợ nhưng lại không có một người con nào. 12. Vua Bù Nhìn Nhất. Danh hiệu này của dân chúng Huế tặng cho vua Nguyễn Phúc Bửu Bảo, hiệu là Khải Định với câu: tiếng đồn Khải Định Nịnh Tây, ngày này thì lấy ông là tiên sư. 13. Người đầu tiên lãnh đạo quân chống lại phương Tây. Năm 1644, chúa Nguyễn Phúc Lan đã lãnh đạo đoàn tàu chiến của thủy quân Việt Nam đánh một trận quyết liệt với một hạm đội có nhiều trọng pháp của Hà Lan. Kết quả là ta thắng lớn, tàu địch một chiếc nổ tung, một chiếc đâm vào đá, còn một chiếc nhỏ nhất thì bỏ chạy. 14. Có nhiều con nhất. Nếu như vua Minh Mạng có 142 con, thì Nguyễn Phúc Chu là ông chúa có nhiều con nhất, 17 tuổi làm chúa, tuy chỉ sống đến 51 tuổi nhưng đã có tới 146 người con. 15. Người duy nhất vừa làm vua vừa đi tu. Nguyễn Phúc Chu tự xưng là quốc chúa, sùng đạo Phật, lên chùa quy y với pháp danh là Thiên Túng Đạo Nhân. 16. Triều đại có nhiều vua bị bắt đi đày ra nước ngoài nhiều nhất. Nhà Nguyễn liên tiếp có 3 vua. Thứ nhất, Nguyễn Phúc Ưng Lịch, hiệu là Hàm Nghi. Thứ hai, Nguyễn Phúc Bửu Lân, hiệu là Thành Thái. Thứ ba, Nguyễn Phúc Vĩnh San, hiệu là Duy Tân.